Xin chào quý khán giả, quý anh chị em và tất cả các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và mọi sự bình an. Hôm nay vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 6 2023 nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch. Trong video này mình sẽ giới thiệu và chia sẻ đến cho mọi người một số hình ảnh về lễ rước tôn tượng Phật Đản Sinh từ văn phòng ban trị sự tỉnh chùa Phật Ân đến lễ đài chính tại công viên Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2023 Phật lịch 2567. Và bây giờ mời mọi người cùng theo dõi video nhé. Thank you.
không đó. Đây là công dưỡng 11% OK là đã hồi đó quan phòng em thì sự bằng giáo sinh nãy giờ nó không tốt về bị sức đưa nha, không biết thì không dưỡng kia này đang đã bị dưỡng. Kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trong giây lát và sau đó ban tổ chức sẽ khai mạc tiệc cúng mê chay gieo duyên cúng dường Phật đàn. Thầy xin đảm bảo cho tất cả các đơn vị Phật tử giờ phút này chúng ta tùy nghi nghỉ ngơi trong chốc lát và chuẩn bị cho buổi lễ khác.